Việt Nam gặp Indonesia nhá. Và đây là bé phô mai của chúng ta. Chào chào mọi người đi phô mai. Nha. Rồi cho đi chơi nha. Rồi, bây giờ chúng nó vã quá rồi, bắt đầu ăn quá rồi. Đây này, chúng ta xem kết quả thế nào. Nha, bé phô mai đây rồi, bé phô mai đây nha. Nào, thảo sữa nha, thảo sữa nè. Đây đâu. Hai bạn, vô. Việt Nam thắng cách một bàn nhé. Việt Nam thắng cách một bàn rồi các bạn. Hôm nay đã, đấy hôm nay của chúng ta đã chọn Việt Nam thắng cách một bàn rồi. Rồi đến bông lan luôn đi. Bông lan tự đoán ghê thế. Hết ba bàn nữa rồi kìa. Chắc là chúng ta có nhiều cơ hội hơn nhưng mà không ghi được bàn. Bông lan đâu. Nó kiểu gì Việt Nam cũng thắng. Kiểu gì Việt Nam cũng phải. Cảm ơn các bạn nhé. Nào, chúng ta cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.